rồi. Và đây sẽ là tấm vé để xem rằng đại diện số 1 của Nhật Bản hay đó là đại diện số 3 của bên phía WCS Việt Nam, WCS họ giành chiến thắng. Và chúng ta sẽ cùng đến ngay với giai đoạn ban pick. Và Sengoku Gaming họ cấm đi Lee Sin trong tay của Chad, Sena và Kha'Zix cấm rất nhiều vị trí đi rừng của bên phía đội tuyển AQ. Và trong khi đó thì Zack, Yumi và Kama cũng đã được cấm đi. Và lựa chọn các lựa chọn của bên phía đội tuyển Sengoku Gaming đó sẽ là Kirby, Jayce cũng như là Corki. Một đội hình có khả năng combat tương đối ổn cũng như khả năng đánh giai đoạn đầu trận cũng được, đánh cuối trận thì họ vẫn đảm bảo đủ những cái lượng sát thương. Trong đó AQ họ cũng đã đảm bảo được lượng sát thương của mình với việc là ở slot thứ hai thì Chad cũng đã pick lại cho mình con Zik rồi. Và Kha'Zix cũng đã bị cấm đi, cả Zack cùng với Lee Sin nữa. Về tướng khu vực đường rừng hiện tại đang bị hạn chế khá nhiều. Với lựa chọn đầu tiên như vậy thì cũng chưa biết được là AQ họ có định để cho con Riven này nằm trong tay của Chad ở khu vực đường rừng hay không. Đây vẫn là một cái lượt pick khiến cho đối phương sẽ phải suy nghĩ khá nhiều. Rất là khó chịu này, đây là một blind pick đến từ bên phía AQ, đó là việc con Rakan được xuất hiện. Và đây là Rakan mà nếu như bạn nghĩ nó là đi rừng hỗ trợ thì nó sẽ là đi mid. Và họ nếu mà các bạn cấm quá nhiều vào vị tướng đi mid thì con Rakan này nó lại sẽ được dùng đi mid. Đồng ý. Đây là một blind pick độc nhất của bên phía đội tuyển AQ trong tay của Helios. Và bên phía đội tuyển Sengoku họ cũng chả dại gì cấm đi hỗ trợ nữa cả, bởi vì họ cấm nhiều hỗ trợ quá thì con này lại mang xuống hỗ trợ đánh con khác. Và trong khi đó thì họ sẽ cấm vào đường trên nhiều hơn vì họ đang nghĩ rằng đây sẽ là Riven nằm trong tay của anh chàng Chas của bên phía đội tuyển AQ. Xe đã được cấm đi và đây chúng ta thấy được rằng cái tâm lý của bên phía đội tuyển AQ là một trong những đội tuyển có tâm lý cực kỳ thoải mái. Đây là họ cực kỳ tự tin và cái phong thái của họ rất là tuyệt vời. Đây là một phong thái mà các nhà vô địch cần có đấy. Và trong khi đó thì AQ họ chủ động cấm luôn đi Galio cũng như là Olaf. Một pha thi đấu họ, tôi đang nghĩ rằng Rakan đi mid và Galio sẽ đi cùng với của Ezosen sẽ đi cùng với Zik, nhưng họ chủ động cấm luôn con bài này và để xem rằng bên phía Sengoku họ sẽ làm gì với cái lượt ban pick này. Một cái ban pick phải nói là đặc trưng của AQ và rất hay. Và với những cái sự lựa chọn cũng như là những cái bể tướng từ bên phía của AQ thì hầu hết các đội tuyển khi mà đối đầu cùng với đội tuyển này sẽ tương đối là khó cấm chọn. Có thể thấy được Maki trong ngày thi đấu hôm nay, anh ta vẫn đang giữ vững một cái phong thái, một cái tinh thần là tương đối ổn. Và anh ta kiểu cảm giác như các đội tuyển của Philippines họ biết sức mình ở đâu á. Dấu hỗ trợ tiếp là rất khó chịu nha. Bây giờ thì lượt chọn tiếp theo AQ đang hướng đến một chất tướng ở khu vực đường trên. Như vậy là sẽ xác định con Riven này có lẽ sẽ nằm trong khu vực đường rừng trong tay của Cha. Và những lượt cấm cuối thì bên phía Sengoku Gaming họ cấm đi Darius và chọn cho mình đó là con Ngộ Không. Đội hình khá nhiều đấu sĩ của bên phía đội tuyển Sengoku Gaming và tiếp theo đó là một lựa chọn Set nằm trong tay của Aoki và đây sẽ là Corki cùng với Set ở cặp đôi đường dưới. Và chúng ta cùng nín thở chờ đợi xem rằng AQ họ lựa chọn con tướng gì đây, liệu sẽ là một con tướng đường giữa hay là một con tướng hỗ trợ. Rất là khó chịu. Đây là một đội tuyển khó đoán nhỉ? Rất là khó đoán, tại vì nếu như Set về thực ra ở giải Icon Final hồi xưa thì AQ chưa có cơ hội gặp team Flash nên là chúng ta cũng không được đánh giá sức mạnh của AQ là liệu rằng AQ thật sự họ có mạnh hơn Flash hay không. Đó là một điều như vậy. Và đây sẽ là Lucian đấy, và họ chuyển ngay lập tức Rakan xuống hỗ trợ luôn. Và đây sẽ là Lucian ở đường giữa nằm trong tay của Helios, đánh một cách mà ban pick phải nói là cực kỳ tốt đến từ các thành viên của bên phía tuyển AQ. Còn trong khi đó thì đang quay trở lại với trận đấu này thì chúng ta thấy được rằng là AQ là một đội tuyển top 3 của WCS nhưng mà chưa gặp team Flash bao giờ. Còn về kỹ năng ấy, tôi đánh giá AQ là một trong những đội tuyển đánh rất giống team Flash, nhưng họ có một điểm hơn team Flash ở hai điểm. Một là tâm lý của AQ cực kỳ tốt, dù họ có thua nhá họ vẫn rất là vui vẻ, họ không có vấn đề gì cả, họ đánh như kiểu đi dạo chơi vậy. Và đó là một điều mà chúng ta cần phải học hỏi rất nhiều đến từ đại diện của Philippines. Này chúng ta nhìn thấy Maki anh chàng này liên tục tạo mấy cái hin để lên được cái highlight camera ở trong cái giải đấu này. Và một cái thứ hai mà AQ họ làm được mà tôi đang thấy là team Flash chưa làm được là lối đánh của AQ cực kỳ tùy biến và ngẫu hứng. Và cái điều mà họ đánh tùy biến ngẫu hứng ấy nó giúp cho AQ là hai lần họ gặp các đội tuyển Trung Quốc họ đều có một game thắng, một ván thắng trước JT và trước trước dây tim và trước Di Đông. Đó là một điểm mà chúng ta đang thấy là AQ họ làm cực kỳ tốt ở khu vực thế giới như thế này. Đúng là như thế, và tôi cũng đặc biệt thích cái anh chàng đường giữa để bên phía Philippines, đó là Helios. Anh ta có thể đánh, tức là cái phong cách chơi của Helios nó cũng khá giống với cả Coyote ở team Flash. Anh ta cũng có một bể tướng là tương đối rộng, kỹ năng rất cao, cũng là một nhân tố có thể nói là gánh team trong đội hình từ bên phía của AQ, qua đó có thể kết hợp cùng với người chơi đi rừng là hai hạt nhân chính trong đội hình này. Và ngày thi đấu hôm nay thì có vẻ như họ cũng phần nào đó tâm lý của họ thoải mái vì đối thủ trước mặt họ hiện tại là một đội tuyển đến từ khu vực Nhật Bản. Thì thật ra đây là một cái khu vực mà tôi cảm giác như là cái trình độ nó cũng vẫn chưa chạm được. Mà họ đã hành rồi nhá. Họ hành 2-0 rồi, hành một cách trắng trợn luôn. Với cả WCS của chúng ta. Và bây giờ hãy bắt đầu những bước đi đầu tiên của trận đối đầu giữa Sengoku Gaming và AQ trong game thi đấu thứ nhất. Sengoku Gaming là đội bên phía đội 1, còn AQ đội 2. Một điểm mà Sengoku có thể ủi một pha né tia sáng rất là tốt đến từ bên phía của Huck. Ở đây hạt nhân lối chơi của bên phía Sengoku thì vẫn phải nói đến đó là Rush và Huck thôi. Hai anh chàng
người Hàn Quốc vẫn đang là nhân tố chính và là những người có tác động nhất định đến với cái lối chơi, định hình lối chơi của bên phía đội tuyển Sewoon Gaming. Họ vừa là phân tích viên, họ vừa là các người chơi key player của bên phía đại diện số 1 Nhật Bản. Trong khi đó thì RQ thì thật ra là tôi thấy là gần như các đường của bên phía đội tuyển RQ thi đấu đều rất là khởi sắc. Ừ. Trừ Ezosen thì hơi chìm một tí, nhưng anh chàng này là hỗ trợ. Anh này thì có vẻ như phong độ nó hơi phập phùng. Kiểu phập phùng á. Ừ. Có những hôm mà anh ta sử dụng con Rakan này khá là hay, có những tình huống mà anh ta bốc được nhiều người về. Nhưng có những lúc mà con Rakan trong tay của Ezosen cũng chưa thực sự là mang lại quá nhiều những cái sự hiệu quả. Nói chung là cũng sẽ tùy vào phong độ của anh ta trong cái ngày thi đấu đấy nó có tốt hay là không. Đúng. Còn về độ ổn định, có lẽ là tôi sẽ yêu thích cái khả năng gánh team với từ Helios cũng như là Cha nhất. Helios, Cha và Demon Slayer là đánh cực kỳ ổn định. Cánh trên của RQ nó giống như cánh trên của bên phía đội tuyển Team Flat ấy, là cánh trên rất là mạnh, còn cánh dưới thì họ chỉ cần đánh gọi là bao sân và cover thôi thì là đủ rồi, không cần tất cả ai cũng đều là nhân vật chính, họ chỉ cần có phải có nhân vật chính và nhân vật phụ, đúng không ạ? Quay trở lại trận đấu, chúng ta thấy được rằng giao tranh nổ ra, thi đấu rất khô máu đến từ bên phía của đại diện hai đường trên, và đây là pha thi đấu mà đã có làm choáng hay không. Câu trả lời là không có làm choáng, bắn dây móc quay trở về và đi một dây cũng tương tự là như vậy. Hắc cũng như là Rust đang có mặt đây và cả Chat cũng như vậy, đẩy lính rất nhanh để chuẩn bị tiến lên hai con cua. Đây là nơi mà không biết là có dám giao tranh hay không, và đây là pha thi đấu mà Tam Bộ Kiếm anh dũng kình lực combo rất mượt đến từ Chat để khiến cho Rust bị out giao tranh trong tình huống vừa rồi, và khiến cho với cái lượng máu như thế này anh ta sẽ không có đủ lượng máu để tranh chấp cua được, và thậm chí là không đánh cua luôn. Chat lao vào đây để muốn có một pha thi đấu mà lấy được mạng của Rust. Đây là phong cách của các thành viên của bên phía đội tuyển Philippines, đánh cực kỳ khô máu, đó là Chat đến từ bên phía đại diện RQ. Một tình huống xâm lăng vào khu vực rừng của đối phương mà chúng ta thấy anh ta đi rất khéo nha. Anh ta đi lách qua hết những cái lượng tầm nhìn của đối phương, chỉ có duy nhất một con mắt kiểm soát được cắm trong khu vực màu xanh thôi. Và không ai biết được là những cái bước đi đó đến từ vị trí của Cha. Và chỉ một tình huống sử dụng Tam Bộ Kiếm của mình lao lên thôi, ngay lập tức là Rust anh ta mất tốc biến, và cái tốc độ để thăng tiến sức mạnh của anh Cha này cũng bị chậm đi. Khu vực rừng giữa này thì Hắc tiến ra và anh ta khiến cho vị trí của Cha cũng đã thấp máu phải lùi về. Không sao cả, nhưng mà dẫu sao chúng ta thấy được rằng là cái phần rừng của bên phía đội Senku ấy, cái quay đi rừng của anh chàng Rust này bị ảnh hưởng, bởi vì anh ta vừa không ăn được blue, bây giờ anh ta bắt buộc phải ăn và sau đó mới tiến ra con cua này. Và nếu tiến ra con cua này thì đây sẽ là cái bẫy mà các thành viên của bên phía đội tuyển AQ đã đặt ra với ba con mắt ở đây, và cái tốc biến của Ngộ Không đã hết rồi. Với cái việc mà anh ta mất tốc biến rồi và với cái thế như thế này thì không có lý do gì để anh ta lên để ăn cua cả. Tôi nghĩ khó là như vậy, rất khó. Ba con mắt đỏ thậm chí được cắm ra từ bên phía của AQ ở khu vực mảng rừng phía dưới. Và Ngộ Không sẽ chỉ chọn cho mình cách farm an toàn trong khu vực rừng, sau đó là một tình huống biến về để có thể là tăng tiến cho mình lượng trang bị, hoặc là anh ta sẽ quay sang khu vực rừng bên cạnh, vì vừa nãy là anh ta có tình huống biến về rồi nên bây giờ thì anh ta tiếp tục farm. Còn cái con bắt cua ở khu vực đường giữa sẽ hoàn toàn thuộc về AQ. Bản đồ khu vực đường dưới đang sáng trưng sáng cho trưng họ. Đó là một điểm sáng đến từ bên phía của AQ, cũng là điểm tối của bên phía đội Sewoon Gaming. Sewoon Gaming họ chỉ có đâu đó khoảng 3 con mắt bao sân ở cái khu vực bản đồ thôi, còn nhìn cái lượng mắt mà bên phía các thành viên của đội tuyển AQ giải ra rõ ràng là về khả năng kiểm soát tầm nhìn của AQ đang là tốt hơn hẳn so với các thành viên của bên phía đội tuyển Sewoon Gaming. Nhưng về lượng tiền nha, Sewoon Gaming đang là người nhỉnh hơn một chút xíu thôi, xíu khoảng 200 tiền. Nó đến từ việc để xem nào, nó đến từ việc các thành viên của bên phía đội tuyển Sewoon Gaming farm khá tốt, đặc biệt là khu vực đường dưới, và đường dưới thôi, chỉ có đường dưới là đang hơn 200 tiền so với bên phía của AQ mà thôi. Với cả là ở khu vực đường rừng nữa, cái tốc độ farm rừng đến từ Cha nó sẽ chậm hơn một chút, là anh ta còn phải vòng lên để lấy hai cua của đối phương, và cả một tình huống vòng vào rừng của bên phía Sewoon Gaming để có thể lấy đi tốc biến của Rust nữa, thì cái tốc độ farm rừng của Chat đang chậm lại một nhịp, nhưng anh ta còn quái rừng để farm, tức là sau khi hoàn thành cái vòng rừng này thì lượng tiền đến từ vị trí của Cha cũng hoàn toàn ổn. Và đây sẽ là đổi rất sớm nha, 422 họ đã đổi Hắc xuống đây rồi, còn trong khi đó họ sẽ để cũng như là Wan sẽ tiến ra đường giữa đi kèo với Maki, còn Aoki cũng như đó là cả Ezosen sẽ bắt đầu ramming ở các khu vực đường cánh. 26 giây nữa thì các con mục tiêu lớn sẽ ra, đó sẽ là con rồng đất đầu tiên của trận đấu này, và đó là cả sứ giả khe nứt nữa. Với một cái đội hình mà chúng ta đang thấy được rằng khả năng đẩy lẻ của Sewoon Gaming là có, họ tiếp tục sẽ đánh macro với đó là cửa Kermil và đó là cả Zeiss. Búa tiến công trên người của Zeiss đã có, còn bên phía của Kai thì với lượng đồ như thế này thì anh ta sẽ hướng lên đây là cái búa diêu sát thần. Và trong khi đó thì đây là một búa tiến công và một búa tiến công đến từ các cặp đôi đường giữa của bên phía cả hai đội tuyển. Đúng là như vậy, họ cũng bắt buộc phải lên búa tiến công ở phiên bản hiện tại thôi. Cả Lucian lẫn Ray sẽ đều là những cái item cần thiết ở slot đầu phải lên để có thể thực hiện những tình huống đẩy đường. Và bây giờ thì đó là AQ họ chia 1-4.
còn các thành viên phía của Suzuki họ cũng làm như vậy, họ để cho Hắc sẽ đi xuống khu vực bên dưới để tránh cho một tình huống mất cái trụ đồng tiền, và một tối hậu thư người ra chat đang bị giữ lại cho bọn mục tông tung vào, nhưng Rose giữ lại được con sứ giả dành cho các thành viên của Suzuki của mình, tốc biến lên làm choáng và một lần cắt và sắt. Diva Jay vẫn còn một lần sắt nữa, Rose chắc chắn làm lại rồi. Điểm hạ gục chiến công đầu thuộc về Diva Jay ở khu vực đứng trên. Nhưng mà không sao, họ đã lấy được con sứ giả khen nứt đấy rồi. Đó là pha thi đấu mà chúng ta thấy được rằng gói hàng nâng cấp của Wan kẻ rất là đẹp. Một pha kẻ mà ngắt được tất cả cái độ tiến công vào đến từ các thành viên của AQ. Họ lấy được cái mạng đến từ vị trí của Rust thì nó theo có lẽ họ hài lòng việc đấy. Họ chỉ mất Rust thôi nhưng họ giữ được con sứ giả khen nứt. Và bây giờ cũng giúp cho bên phía đội tuyển AQ, họ cũng chưa tiến công ra con rồng đất này được. Họ có thể quay trở lại tái giao tranh với cả bên phía đội tuyển AQ khi mà Rust đã được hồi sinh ra. Điểm qua về chiêu cuối thì tối hậu thư lốc xoáy đã không còn, hai chiêu cuối rất quan trọng của bên phía đội tuyển Sengoku Gaming đã không có, còn ngược lại thì Thanh Trừng vẫn có siêu bom địa ngục cũng như là chiêu cuối đến từ vị trí của Rakan cũng chưa kịp hồi lại. Về chiêu cuối là gần như là ngang nhau. Gần như là ngang nhau. Nên có lẽ là cần phải có những tình huống kiểm soát một cách kỹ càng. Họ sẽ chờ đấy. AQ họ sẽ làm một cái điều gì đó để khiến cho đối phương đi vào những cái bẫy của mình trước khi mà họ tiến ra khu vực hang rồng đất này. Lượng tầm nhìn bắt đầu được kiểm soát sau khi cha anh ta bật lên cái máy quét ngộ không của Rose cũng đang di chuyển dần ra khu vực hang rồng đất, nhưng tốc độ di chuyển này có vẻ như là hơi đánh chậm. Trước. Bây giờ anh ta muốn thả sứ giả khu vực đứng giữa để câu giờ. Trong khi đó thì Hắc đã mất tốc biến trong một tình huống mà Exocen cùng với Helios anh ta muốn bắt vào vị trí của anh chàng này. Đây hay, đây là một pha thi đấu mà bên phía đội tuyển Sengoku Gaming macro rất là tốt này. Họ biết họ cũng không thể ăn được vào con rồng này nữa rồi, nhưng họ sẽ có được cái trụ đầu tiên. Và đây là trụ đường giữa, một trụ rất quan trọng đến từ AQ, và nó đã nằm trong túi các thành viên của Sengoku Gaming. Một pha thi đấu mà họ chủ động bỏ con rồng này, và đó là một động thái rất là tốt đến từ các thành viên của bên phía đội tuyển Sengoku Gaming. Có lẽ đấy là tất cả những gì tốt nhất họ có thể làm. Bởi trong tình huống vừa rồi thì Hắc cũng đã mất đi cái tốc biến. Nếu cố rền giữ ở khu vực hang rồng thì có khi là Sengoku Gaming họ sẽ không làm được bất kỳ một điều gì cả. Nên là lấy được trụ đường giữa, phần nào đó nó cũng sẽ khiến cho cái việc bám farm đến từ vị trí của Maki nó sẽ trở nên khó khăn hơn. Nếu như ta đứng quá cao thì ngay lập tức sẽ có những tình huống di chuyển đến từ vị trí của Kai với tối hậu thư sẵn đấy. Sàng hoặc là vị trí của Rush với cái chiêu cuối của mình hoàn toàn có thể bốc hơi Maki ngay lập tức. Nhưng đây là tình huống Hắc hết năng lượng rồi, Helios cũng hết năng lượng nhưng đủ sự thấy được một cú Thanh Trừng và người nằm lại. Còn đó là Hắc, điểm bảo cùng thuộc về cha, cha cũng đang thấp máu, cha lên bảo điểm số. Một tình huống quay trở lại với những người đồng đội của mình với cú nhảy tiếp viện đến từ Exocen và anh ta vẫn an toàn. Rồi một pha thi đấu mà họ khai thác vào người chơi không còn tốc biến, đó là vị trí của Hắc rất là tốt. Tuy nhiên thì bên phía Sengoku Gaming họ cũng ngay lập tức quay trở lại với giao tranh của mình với sự xuất hiện của Aoki và đó là cả Rush nữa. Lốc xoáy được tung ra và đó chỉ là một đổi một thôi. Sengoku đang có những bước tiến khá chậm rãi nhưng những bước tiến này tôi đánh giá là khá ổn so với cái trận thi đấu ở giai đoạn vòng bảng. Khi mà Sengoku Gaming thật sự là đang thua rất là khó. Đây là pha thi đấu mà chúng ta thấy là chat thi đấu cực kỳ chủ động, lao lên lấy máu rất sớm. Nhưng hình như đây là một pha thi đấu mà Aoki làm rất tốt với một cú đó là cuồng thú quyền và song thú trưởng của mình. Rush cũng có hai lần sử dụng lốc xoáy, tốn rất nhiều lốc xoáy. Và đây chúng ta thấy được rằng đây là Watch Party đến từ Fukuoka của Nhật Bản. Phong trào cổ vũ của phía Nhật Bản nghe có vẻ cũng rất sôi động. Và ở thời điểm hiện tại thì tôi nghĩ rằng khán giả của bên phía Nhật Bản họ cũng đang vui mừng thôi. Nhưng Quan đã đây là tình huống song thú trưởng giữ chân hai người. Cài quyết định lao vào. Một tình huống sử dụng chiêu cuối đến từ vị trí của Dây băng vào rồi. Và đó là vị trí của Aoki lên bảng điểm số. Cài chắc chắn cũng kẹt lại và đi theo người đồng đội của mình. Anh ta còn đồng hồ cát, nhưng hết đồng hồ cát. Tốc biến chạy đi, vẫn chạy được đến từ vị trí của Cài. Không, đấy là lỗi đến từ cái các chiêu thức mà họ tham minh trượt cái đồng hồ ngưng động đó. Nhưng đây là pha thi đấu mà Helios Helios và Maki đã lấy được cái mạng của Gu công trong tay của Rush trong tình huống rồi. Bên phía đội tuyển Sengoku Gaming họ chưa lấy được cái trụ này, còn ngược lại với ba thành viên của AQ họ đã lấy được trụ một và lấy được cả lấy được mạng đến từ vị trí của Aoki nữa. Đó là lời dành cho thành viên của AQ. Lượng tiền hiện tại đang được bắt đầu có thế giãn cách ra rồi và đó là rơi vào khoảng 2.600 tiền và nó là phần tiền dẫn trước đến từ đại diện của Philippines, Talisman số 3 của Nhật Bản hạng số 3 của Đông Nam Á. Có thể nói là khu vực cánh trên đang là một cánh cực kỳ mạnh dành cho AQ. Con cá sấu này bây giờ nó đã hơn đâu đó vị trí của Kai khoảng 1.500 tiền rồi. Tôi nhớ không nhầm thì là như vậy. Một nửa món đồ lớn, sức mạnh của cá sấu thời điểm hiện tại khi bật cho mình lên cái chiêu cuối là càn sẽ cực kỳ mạnh vào đội hình của Sengoku Gaming luôn. Và không có ai đủ can đảm để có thể bước lên lấy tầm nhìn để cho các thành viên của Sengoku Gaming cả. Sứ giả thuộc về AQ cũng không thể cướp được khi mà Kai cũng mới có được cho mình tối hậu thư thôi. Lốc xoáy của Rush còn chưa hồi thì rất là khó để họ có thể thiết lập một pha tranh chấp con sứ giả đó. Ngược lại thì chỉ cần một siêu bom địa ngục đã là cực kỳ áp lực của Maki rồi, nó vẫn được giữ trên chân của anh chàng này. Wan đang trên người đang có gói hàng nâng cấp đúng không ạ? Một cái gói hàng nâng cấp đang trên người của Wan nhưng con rồng này vẫn chưa xuất hiện, chắc cũng phải độ khoảng một phút nữa nó mới xuất hiện cơ.
hết cái dàn trụ để bên phía của đội Sengoku thì mình có thể thiết lập với cái gói hàng này rồi, và gói hàng này có lẽ sẽ phải tiêu tốn đúng vậy một cách hơi phí phạm dành cho vị trí của Wan mà thôi. Có lẽ là anh ta sẽ phải tìm cách để có thể là giải cái gói hàng của mình, nhưng mà với cái tình huống này thì giải chưa nhở, anh ta chưa có gói hàng hay sao ta? Không, giải rồi đấy, giải rồi đúng không? Giải rồi, và đây sẽ là một cú húc chắc chắn sẽ mang lại trụ dành cho các thành viên của AQ vừa đủ trụ. Và hai trụ đổi hai trụ đến từ các thành viên của bên phía đội Sengoku như là AQ, và lượng tiền bên phía AQ vẫn đang có một lượng giãn cách lên con số là tầm khoảng 2.000, và đó vẫn là một điều tốt dành cho các thành viên của AQ, nhưng số tiền này nó cũng chưa phải là số tiền quá lớn. Còn các thành viên của bên phía đội Sengoku Gaming thì họ luôn luôn chủ động về lối đánh chậm của mình, lối đánh macro, đánh 1-3-1. Có lẽ rằng món đồ tiếp theo mà Kai anh ta hướng đến với một cái kiếm BF như thế này thì chắc có lẽ sẽ là búa tiến công, đúng không? Nó sẽ là búa tiến công, và bên phía đội tuyển Sengoku Gaming họ sẽ đánh macro, họ sẽ đánh hai búa tiến công ở hai cánh, và để cho Corki sẽ là lượng sát thương duy nhất đi kèm với bộ ba là Wukong của Rush cũng như là Aoki với cái siêu với cái chiêu cuối của mình. Và trong khi đó thì bên phía đội tuyển AQ thì DJ anh ta vẫn đánh cho thiên hướng đánh trao đổi chiêu thức nhiều hơn, PK nhiều hơn, thì suy vong và dìu đen là những món đồ mà anh chàng này hướng tới, chỉ có duy nhất một búa tiến công trên người của Helios mà thôi. Nhưng mà cái đồ này mà dí thì cũng khó chạy khó lắm. Khó chạy lắm. Với cái gươm suy vong có trên người của Divo Dây, tạm thời thì những tình huống kiểm soát ở khu vực ngang sông thì có vẻ như Sengoku Gaming mất đi cái trụ khu vực giữa, nhưng họ cũng đang không thua thiệt về mặt kiểm soát là quá nhiều. Vẫn là những đợt lính được đẩy lên, nó chỉ gọi là ngang tầm sông thôi. Và đây là tình huống băng thẳng vào rừng của đối phương đến từ vị trí của Kai. Anh ta chỉ muốn là tìm kiếm những cái lượng thông tin cũng như là tầm nhìn để có thể chuẩn bị cho một tình huống setup con rồng gió tiếp theo. Và đội tuyển đang chấn ngữ ở khu vực hang rồng gió trước, đó là Sengoku Gaming. Và họ đang nấp ở trong cái bụi này, đợi chờ những tình huống để bắt người. Và chiêu cuối thì chỉ có duy nhất Thanh Trừng là chưa có nhiều, nhưng đây là pha thi đấu mà Esosen lao vào hất tung được hai người, siêu bom địa ngục tung ra trúng được hai thành viên, một cái lốc xoáy được tung ra đến từ vị trí của Rod nhưng hơi yếu máu, đó là vị trí của Kai rồi, làm choáng tốt không kịp bắn dây móc, và đó là mạng đến từ các thành viên của bên phía đội tuyển AQ. Tiếp tục gồng lên hất tung một lần nữa, tiếp tục là thành công double kill đến từ vị trí của Divo Dây, và có thể sẽ là cả triple kill dành cho anh chàng này hay chăng, và đó là double kill dành cho vị trí của Maki và double kill dành cho vị trí của Divo Dây. Họ có một pha thi đấu mà quét dơ, một pha thi đấu mở combat phải nói là rất tốt đến từ vị trí của Ezosen với cái hư không bộ pháp và xuất hiện hành tráng của mình. Họ sẽ lấy được cho mình con rồng gió này, và thậm chí rằng với cái quay lính tiếp theo thôi, Maki sẽ có thể lấy được luôn cho mình, đó là cái trụ hai đường giữa. Một pha thi đấu giao tranh hoàn hảo đến từ các thành viên của bên phía đội tuyển AQ. Đúng là như vậy, họ không mất đi bất kỳ một ai cả, nhưng phải nói là họ không phải là người mở giao tranh trước. Thay vào đó là vị trí của Aoki, anh ta thực hiện một tình huống tốc biến, sau đó là song thủ trưởng. Nhưng có vẻ như cái tình huống song thủ trưởng vừa rồi của anh ta nó ở một cái góc mà hơi thiếu tầm nhìn. Hơi thiếu tầm nhìn đến từ bên phía các thành viên của Sengoku Gaming. Chúng ta cùng nhìn lại tình huống này, tốc biến giật trỏ được hai người. Tuy nhiên đó là hai vị trí mà cái lượng giáp của họ cũng được tạo ra là tương đối đáng kể. Và một tình huống kích hoạt chiêu cuối từ vị trí của Devil Ray, anh ta dường như là một bức tường chắn toàn bộ lượng sát thương. Mặc dù trong ván thi đấu này thì cái góc đứng của Helios không phải là quá tốt, anh ta bị focus bởi 4 người, nhưng chỉ với một đồng hồ cát thôi, câu kéo đủ lượng thời gian để cho 4 thành viên còn lại đến chi viện. Và sau đó thì cái nửa còn lại, cái phần còn lại của Sengoku Gaming họ đã bị tan tác cũng như bị sổ vào đánh quá nhanh và không kịp phản ứng nữa rồi. Rồi, khuấy động giao tranh cũng là rất tốt đến từ vị trí của Ezen, tiếp tục một lần nữa bật cho mình, đó là chiêu cuối lên. Hất tung được, đó là vị trí của Wan, bật cho mình đó là cái đồng hồ gương động. Và sau cái đồng hồ gương động này thì lấy gì mà chạy, Rush cũng chỉ có dùng lốc xoáy để bỏ chạy đi mà thôi. Bế một người về, đó dường như sẽ là kết thúc dành cho các thành viên của bên phía đội tuyển Sengoku Gaming rồi. Không còn điều gì mà chúng ta có thể nói được nữa. Đúng là như vậy, đó sẽ là kết thúc của ván thi đấu này. Còn hai người và với một đợt lính có xe, các thành viên của AQ họ còn cả 5 người ở đây. Dọn dẹp rồi là hơi khó, họ muốn quét sạch đối phương trước khi kết thúc ván thi đấu này chăng. Nhưng không, các thành viên bên phía của Sengoku Gaming lùi về kịp với hai thành viên. Nhưng một đường lính siêu cấp cũng là đủ ở phút thứ 14 để cho AQ để họ có thể áp đặt thế trận. Rồi, chúng ta thấy được rằng một ứng cử viên rất là sáng giá cho chiếc vé tiếp theo đến từ top 8. AQ được tung ra một pha thi đấu mà rất chủ động đến từ Ezosen, khuấy động giao tranh với cái hư không bộ pháp của mình, hất tung một thành viên. Anh họ biết rằng Wan không có tốc biến trong tình huống này thì lấy cái gì chạy được nữa. Một cái lốc xoáy đến từ Rush cũng chỉ để có thể giúp mình tự chạy được thôi, nhưng cũng không chạy được. Xuất hiện hoành tráng lần hai, tiếp tục là chúng đi vô dây unstoppable và chat với con Riven càn vào cực kỳ dũng mãnh. Và lượng sát thương chúng ta thấy được rằng đam điều ở trong pha thi đấu vừa rồi đó là 4.200 đam đến từ đi vô dây. Nhưng mà Dây đang thực sự là mạnh nhất ở trong cái bản đồ trận đấu này. 321 đam. Anh ta có quá nhiều những điểm bảo gục sớm. Và với cái lượng sát thương tổng gây ra khi vật lên cho mình chiêu cuối nữa, cái sức càn cũng có, chống chịu cũng có, sát thương cũng rất là nhiều. Trong khi đó hãy nhìn về đội hình từ bên phía của Sengoku Gaming đi. Họ không có bất kỳ một cái vị trí nào đủ khả năng để chống đỡ sát thương cả.
vị trí của Aoki anh ta cũng lên sớm một cái lọ đựng hạt Xto, và chúng ta cũng biết rồi đấy, lọ hạt Xto nó chỉ hiệu quả khi mà bạn trong một cái thế tấn công thôi, còn một cái phòng thủ thì cái hạt đó nó cũng sẽ không mang lại bất kỳ một cái ý nghĩa gì cả. Một tình huống giải gói hàm và cả siêu bom điện được tung vào, đội hình từ bên phía của Seoul Gaming dường như họ muốn chơi nhưng họ lại chơi dại rồi, họ mất đi đâu đó ba thành viên còn lại hai người, và sau đó cũng là một tình huống quét sạch luôn dành cho thành viên của Aoki, và họ sẽ có chiến thắng vào trong game thi đấu này. Không biết gì để nói về pha giao tranh đó nữa, một pha giao tranh mà tôi nhìn là tôi biết thua luôn rồi. Mặc dù là cực chủ động đến từ vị trí của đó là Aoki với một pha tốc biến song thú trưởng của mình, nhưng rõ ràng là khả năng set up giao tranh ở pha thi đấu vừa rồi của Seoul là không tốt. Họ thi đấu cực kỳ rời rạc, và đó là chiến thắng dành cho bên phía đại diện số 3 của WCS. 1-0 dành cho AQ trước Seoul Gaming. Đúng như những gì chúng ta đã dự đoán từ trước trong cái... Đấy, trên màn ảnh ở đây. Và có thể sẽ là cả Yumi và Kama nữa sẽ vẫn là những lượt cấm AQ dành cho các thành viên của bên phía Seoul Gaming. Và theo đó thì Seoul Gaming họ sẽ cấm với lượt cấm tiếp theo, họ cấm sau hai con rừng, có lẽ nên là một con tướng khác, không cần phải quá nhiều con rừng nữa, để xem họ sẽ cấm con bài gì. Cấm thì cũng tôi nghĩ là cũng sẽ chỉ hạn chế những tướng mạnh ở meta hiện tại mà thôi, có thể sẽ là những vị tướng tủ ở vị trí của Helios như là một bài Z, nhưng mà không, ván thi đấu này họ không quyết định cấm Z của Helios. Và nếu như họ không pick Z thì tôi nghĩ rằng là có thể là một sự lựa chọn đến từ phía AQ để Helios có được một chiếc tướng mà anh ta đánh tương đối là áp lực. Và như vậy là ván thi đấu này Seoul Gaming chủ động sẽ không lấy Camille ở trong giai đoạn đầu nên họ cũng cấm đi luôn. Còn bên phía của AQ sự lựa chọn của họ sẽ là gì? Kama, tôi nghĩ là Kama thôi. Gần dây. Như không Kama. Ôi. Dây. Thế thì họ thả cho Seoul Gaming. Seoul Gaming họ có muốn lấy con Kama là first pick không hay thôi. Và để xem rằng còn Senna. Họ sẽ đánh Senna, đó là Seoul Gaming. Còn trong khi đó thì Kama được hở ra, nhưng thật ra thì Helios không phải là một người thích chơi Kama cho lắm. Ezogen cũng tương tự là như vậy, Ezogen đánh theo thương hướng hỗ trợ kiểu mở giao tranh nhiều hơn. Còn Helios thì... vẫn thế này. Thì... Dích này, à không. Đấy, lần này không, lần khác rồi. Tôi vừa bảo là Helios có lẽ sẽ không đánh Kama đâu, nhưng mà ngay lập tức hở ra là phải pick. Như đã nói thì có những điều mà chúng ta không thể bỏ lỡ. Một là khi mà Kama không được ban, hai là long sớm mớp. Một là chuyến xe cuối cùng về nhà. Thứ hai là Kama hở ra thì bắt buộc phải lấy. Kama hở ra bắt buộc phải lấy, và đó sẽ là Kama nằm trong tay đó là của Helios hay là Ezogen thì chúng ta cũng chờ xem, bởi vì Helios thì không phải là một người chơi đánh theo dạng pháp sư kiểm soát. Còn trong khi đó thì Seoul Gaming họ rất là nhanh thôi, họ lấy một cặp đôi làm chậm đó là Senna và Nasus, và cảm giác như họ sẽ lấy cả Singed nếu như mà mọi muốn đánh một độ gọi là bộ ba siêu làm chậm á. Thì Singed sẽ là một lựa chọn cực kỳ tuyệt vời dành cho họ, thì để xem rằng họ có lấy Singed hay không. Còn trong khi đó thì lại cover Novasort. Chưa thấy ai cover tới được cả, toàn là Novasort thôi. Còn trong khi đó thì đây sẽ là Eco, một lựa chọn cực kỳ bất ngờ. Và có lẽ rằng đây sẽ là một cặp đôi con bài đi rừng dành cho anh chàng Rush. Chưa biết được. Chưa biết à? Cũng có thể làm trong tay của Ác ở đường giữa đúng không? Nhưng mà cũng chờ xem tại vì nó đều có thể hai khả năng như vậy. Tại vì chúng ta cũng chưa biết được là Seoul Gaming họ đã đánh con bài này ở vị trí nào trước đó. Thì cái giải đấu quốc nội thì rõ ràng Eco chưa xuất hiện đúng không? Nên là bây giờ cũng không thể đoán biết được ý đồ của Eco này sẽ nằm ở khu vực đường nào. Chúng ta để đấy đã. Và bên kia thì có một đội hình bốc máu cực mạnh với cả Varus cũng được chọn của Helios nữa. Có lẽ ván thi đấu này thì Helios anh ta sẽ đánh Kama ha. Chúng ta cũng chưa biết được. Cũng nhưng mà được. Cấm chọn của AQ là rất tốt nha. Họ cấm tiếp tục vào Garen. Đây là một chất tướng tôi nghĩ là sẽ có ở phase 4 dành cho Seoul Gaming, với một con cần phải có một dàn chắn dành cho Senna. Họ sẽ đánh, với việc có Senna họ sẽ đánh rất nhiều đấu sĩ, và Garen là một con tướng đảm bảo được điều đó. Thì bên phía AQ họ cấm đi con tướng này, và họ cấm luôn cả Wukong nữa. Thế có nghĩa là cấm Wukong nữa. Còn trong khi đó thì Seoul Gaming họ cấm đi đó là Z, và một con tướng mà bên phía đội tuyển này hướng tới sẽ là một con tướng đường. Chắc là một con tướng có nghĩa nên cấm vào hỗ trợ thì có nghĩa là họ đang nghĩ là Kama này là Kama của Ezogen đúng không? Cho nên là họ sẽ cấm vào Z, và có thể là họ sẽ cấm thêm một lượt cấm nữa vào một vị trí đường giữa nữa chăng? Lucian chăng? Lucian. Lucian thì lại hơi thừa. Rakan có nghĩa là hợp lý hơn để cấm vào vị trí của Ezogen, nhưng mà ông Sengoku cũng rất là hai nước nghĩa. Ông ấy đang nghĩ là con Kama này là đi đường hỗ trợ thì ông ấy cấm Z, ông lại cấm thêm một con Rakan hỗ trợ. Thế không biết là ông ấy nghĩ là con Kama này là đi đường nào. Và trong khi đó thì hơi chúng ta sẽ đến với lượt pick tiếp theo của bên phía đội tuyển AQ. Sau khi con Varus này xuất hiện thì lựa chọn tiếp theo sẽ có lẽ là một con đấu sĩ, và Renekton sẽ là lựa chọn của các thành viên của bên phía đội tuyển AQ. Thì dẫn đến một việc thì đây sẽ là Devil Jay với con cá sấu thần tiếp tục, và Chas lại được cầm một lần nữa con Riven. Và lựa chọn cuối cùng AQ họ sẽ quyết định xem là con bài Kama kia nằm ở khu vực đường nào. Với những lượt cấm như thế này tôi nghĩ rằng là
có thể sẽ nằm trong tay của Exocell. Thế là đi rừng Olaf và Mid Mid Echo rồi. Mid Echo. Olaf đi rừng để có thể vượt qua được cái dàn khống chế khó chịu đến từ bên phía của AQ. Hay lại làm một cú gọi là đột phá là Olaf đi top để cho Echo đi rừng. Đấy, để chúng ta cùng chờ lựa chọn cuối cùng không? Đó sẽ là Olaf rừng, Echo đường giữa và Sen sẽ đi đường trên. Đánh đội hình 3 đấu sĩ và Senna sẽ là đam chính của bên phía đội tuyển Sehu Gaming. Và trong đó thì AQ lựa chọn cuối cùng của họ để xem rằng đây sẽ là con Karma đi đường gì mà thôi. Và lựa chọn cuối cùng của AQ sẽ là một con tướng cảm giác như là nó sẽ nên là một con tướng đấu sĩ tiếp nhỉ? Không, họ lựa chọn khác người phết đấy. Bên phía của AQ họ lựa chọn đó sẽ là con Akali đúng như tính chất của các thành viên của bên phía đội AQ thôi. Họ thích đánh đam nhiều hơn và đó sẽ là Akali nằm trong tay của Helios và Karma sẽ là nằm trong tay của Exocell. Có lẽ mục tiêu của Helios trong ván thi đấu này đó là anh ta sẽ sốc sát thương được vào vị trí của Hux và thậm chí là Swan ở hàng sau. Còn nếu không phải là Helios làm nhiệm vụ này thì có lẽ là đục vào hàng sau từ bên phía của Sehu Gaming là hơi khó và cũng hơi thiếu sát thương. Những cái khả năng bốc máu từ Varus nó có thể bị hóa giải bởi cái dàn chống chịu cũng như những tình huống hồi phục bằng bóng tối xuyên thấu của Senna. Thế cho nên họ vẫn cần bổ sung thêm lượng sát thương của mình và tôi nghĩ rằng sự lựa chọn Akali sẽ là sự lựa chọn nó hoàn toàn phù hợp dành cho AQ mà thôi. Với cái kỹ năng của Helios thì đây vẫn là một chất tướng phù hợp với khả năng gánh team của anh ta. Tôi vừa rất là buồn cười, tôi nhìn thấy Maki là anh ấy chỉ trực nhìn camera lia của anh chàng này thôi và anh chàng này sẵn sàng có một pha múa quả réo của anh mình. Anh ta luôn chờ cái camera chiếu đến mình vào đây chuẩn bị lại chiếu đến anh chàng này rồi đây này. Anh biết anh ta sẽ là động tác gì không? Rồi bắn rùi. Tiếp tục được cầm Varus trong ván thi đấu này. Tôi nhớ không nhầm thì ngày thi đấu trước Maki anh ta có một cái tình huống suýt được pentakill với con bài Varus. Đó cũng là một tình huống mà một mũi tên xuyên phá trúng 5 người nha. Tôi vẫn rất nhớ cái tình huống mà tạo highlight đến từ anh chàng Maki. Và suốt từ tình huống đó đến giờ thì anh ta hay làm cái động tác đấy. Thì nhìn chung về đội hình ấy, thì thật ra là đội hình của Sehu Gaming họ vẫn lựa chọn một đội hình khá là đẹp á. Đội hình thiên về khả năng về late và giao tranh đánh chậm. Còn trong cái đó thì AQ họ vẫn lựa chọn cái đội hình bản sắc của mình thôi. Họ đánh với rất nhiều con tướng có thể đè lên sớm như con cá sấu. Varus và Varus cũng như là Karma sẽ là cặp đôi chắc chắn là thắng đường so với cả Wan và Aoki. Thứ nhất là về kỹ năng tay họ thắng. Và bây giờ họ thậm chí còn lao lên đây. Exocell sẽ có một pha sử dụng nội hỏa có full stack của mình chờ sẵn ở đây. Và cặp đôi đường dưới sẽ là một kèo đấu khá là thú vị, kèo đấu giữa hai con sát thủ. Và tôi vừa nhìn thấy một cái mũi tên xuyên phá trượt đến từ vị trí của Maki và cấu gì đang là tốt hơn đến từ vị trí của Wan cũng như là Aoki nha. Nhưng mà hết cái lửa ấm ti và hết cái bóng tối xuyên thấu đấy thì làm gì còn gì. Dương cung bắn không chết ruồi và đó là pha thi đấu tốc biến đến từ vị trí của Maki. Đó là cả hai tốc biến dành cho các thành viên của bên phía AQ. Đây là điểm mà bên phía các thành viên của đội tuyển Sehu Gaming cần phải khai thác nha. Đó là tốc biến của Exocell đã mất, kiệt sức của Maki đã không còn và Rush anh ta nên bắt đầu hướng tới cái việc là cam ở đường dưới nhiều hơn. Cả hai người chơi của hai khu vực đường dưới của mỗi đội tuyển đều đã mất đi những cái phép bổ trợ tương đối là quan trọng, nhưng Maki vẫn còn tốc biến, trong khi đó xạ thủ Wan đã không còn nữa. Thì tôi nghĩ rằng lợi thế một phần nào đó vẫn thuộc về bên phía của AQ vì họ còn những cái linh giáp để búp thêm tốc độ chạy. Còn Aoki cũng như là Wan họ cũng chẳng có gì cả ngoài một cái tốc biến của một con Nasus. Mà tôi nghĩ rằng khi tấn công thì cái mục tiêu được nhắm đến phần nhiều sẽ là Wan. Cấu rỉa vẫn đang là rất tốt, một pha ràng buộc đến từ vị trí của Wan để clear lính. Và chúng ta thấy là cặp đôi này thì gặp rất là nhiều khó chịu đến từ Exocell cũng như là Maki thôi. Đây là pha dương cung rất dũng mãnh, lần này thì nó trúng vào người của Aoki rồi. Lượng máu thì vẫn là cân đều nhưng đây là cha đã có ở đây, kiểm soát được con cua đường dưới. Một pha xử lý rất là tốt đến từ anh chàng này. Và họ anh ta sẽ tiến lên đây, con mắt tím được cắm rất đẹp. Và đây là pha thi đấu mà sử dụng cho mình nội hỏa. Và đây sẽ là chiến công đầu dành cho vị trí của Maki. Một pha thi đấu mà ngay lập tức sử dụng chói chân về cái chuyên tâm của mình trúng hai thành viên. Và Wan cũng đã mất cho mình tốc biến rồi và khai thác tốt hơn đến từ các thành viên của bên phía tuyển AQ. Đáng lẽ Rush nên là người phải làm tốt hơn trong tình huống đó, nhưng Chaz mới là người chủ động hơn dành cho các thành viên của AQ. Đây là pha lượng giới đồng quy tốt nhưng đơn giản là bật một cái bom khói đi và cấu rỉa ngược lại với cái phi đao năm cánh và ném phi tiêu của mình, đó là Helios. Có thể thấy là cái khả năng kiểm soát mắt đến từ Sehu Gaming vẫn đang tương đối là hạn chế. Rõ ràng là đối phương có một con mắt kiểm soát ở trong khu vực bụi cỏ đó nhưng không ai chết cả, và đó là một tình huống không có tầm nhìn.
họ không có tầm nhìn để biết được cha đang ở đâu. Rõ ràng là nếu như họ đọc được vòng rừng của đối phương thì họ sẽ có thể biết được cha lúc đó đang loanh quanh ở khu vực nửa dưới của bản đồ. Và như chúng ta đã phân tích từ trước, mục tiêu được nhắm đến ở trong cái tình huống vừa qua sẽ là người bị mất tốc biến, đó là xạ thủ từ bên phía của Sengoku Gaming. Và chỉ cần một bước đi hơi sơ hở thôi, ngay lập tức thì cha cùng với những người đồng đội của mình khai thác thông tin một cách triệt để để họ có được chiến công đầu. Và chiến công đầu này nằm trong tay của Maki. Rõ ràng chúng ta đã thấy được rằng Helios, đây là pha thi đấu mà lao vào đến từ vị trí rớt bóng có được tung ra. Ezosen cũng đã có mặt ở đây sẵn sàng với một pha linh giáp và nội hỏa để giúp cho những người đồng đội của mình. Nhưng chat lao đến đây, người bỏ chạy bây giờ đấy mới phải là Rush. Rush sử dụng cho mình đó là cả tốc biến cũng như là chiêu cuối Ragnarok của mình. Và một pha thi đấu tiếp tục là có lời dành cho thành viên của bên phía tuyển AQ. Mặc dù Helios pha thi đấu đó là anh chàng này hơi thấp máu, nhưng một cái bom khói đã hoàn toàn có thể counter được, đó là sát thương đến từ vị trí của Rush cũng như là hack ở trong phần trụ của chính bản thân anh ta. Một tình huống mà đầu tư hơi cẩn thận quá thì Rush tôi nghĩ ta chỉ cần bật chiêu cuối thôi là hoàn toàn cũng có thể thoát đi được rồi. Lượng máu không phải là quá thấp và cái lượng sát thương đầu tôi nghĩ cũng chật chưa đủ. Và anh ta cũng sẽ không bị giữ lại trong bất kỳ một ứng khống chế nào cả. Nhưng mà có lẽ rằng đối diện một đại diện đến từ khu vực đang rất mạnh như này, họ cần phải cẩn thận hơn. Và đây là tình huống sử dụng cái sợi xích tội lỗi chính xác, nhưng người bị trả sát thương nhiều hơn lại là Maki. Maki có một tình huống bắn mũi tên xuyên phá cũng là chuẩn chỉ và khiến cho Aoki phải đánh cái hạt hồi phục của mình. 1-2-3, một pha thi đấu mà đơn giản là lấy một cái thiêu đốt với cả một chiêu cuối của Ezosen và thôi. Đây là pha thi đấu mà lần này Kai là người gặp khó trong tình huống này. Tốc biến lao theo, đó là cả tốc biến của Divo Jay cộng với cả thiêu đốt nữa, và đó sẽ là mạng thứ hai dành cho các thành viên của AQ. Băng trụ cực kỳ chuẩn chỉ. Và đây chuẩn bị là phút thứ 4 của trận đấu này rồi và họ sẽ chắc chắn có trụ đầu. Mất rất nhiều lính đến từ vị trí của Kai ở trong tình huống này, thậm chí ta mất luôn cái trụ 1 ở khu vực đường trên. 4 phút thôi nhưng đã có trụ dành cho AQ rồi. Sẽ là một cái trận thi đấu mà tôi nghĩ rằng cánh trên của Sengoku Gaming một lần nữa sẽ gặp khó. Và thi đấu trước cũng thế và thi đấu này cũng vậy. Có vẻ như khu vực đường trên đang là một khu vực mà trình độ nó đang là vượt trội rất nhiều đến từ DVD. Trận trước thì họ đánh một kèo ngang á, kèo kỹ năng thì cũng chả thắng được. Trận này họ đánh một kèo gọi là kèo dưới hoàn toàn rồi, đó là Sen. Thì bây giờ chúng ta nhìn đến lượng tiền thua là 1.000, là thua khoảng gần nửa món đồ. Tiếp tục lại một lần nữa đi một giây lên cho mình gươm suy vong. Anh chàng này đánh cực kỳ tự tin và anh chàng này thích PK rất là nhiều. Rõ ràng điều đó thể hiện là lối lên đồ của anh chàng này. Thường thì trong một cái giải đấu Icon Global này, con món đồ đầu tiên mà cá sấu thường lên nó sẽ là cái dìu đen á, để có vừa có giảm chống chịu này, vừa có sát thương và vừa có khả năng hồi chiêu. Nhưng đi vừa dây không phải là như vậy. Người thành công đều có lối đi riêng của mình. Và anh chàng này lên gươm truy vong để có thể PK lại với tất cả những thành viên nào dám lao lên đây đi đường đơn với anh chàng này. Và anh ta vẫn thành công việc đó, ít nhất là cho đến game bắt đầu là game thứ hai này. Anh ta vẫn làm được điều này. Và đây là pha thi đấu mà con sứ giả đang được khởi động đến từ bên phía của Sengoku Gaming. Đây là pha thi đấu mà chat tiếp tục. Đây là nội hỏa quá đẹp và đi rồi ông giáo ạ. Một pha mũi tên nhất chuẩn xuyên tâm dứt điểm được. Đó là vị trí của Wan và bật cho nhìn đó là chiêu cuối, tiếp tục là chiêu cuối rất đẹp đến từ vị trí Ezosen. Phải ngay lập tức sử dụng nhất thống và Hắc là người phải lùi về trong tình huống này. Có dám một phát đột phá thời gian trúng 4 thành viên hay không? Câu trả lời là không dám sử dụng đột phá thời gian đến từ vị trí của Hắc. Cũng khó khi mà họ đã mất đi Wan ở cái tình huống thi đấu trước đó. Nếu mà lao vào sẽ là 4-5 và 4-5 thì tất nhiên rồi, AQ sẽ đội tuyển có lợi hơn rất nhiều. Và con sứ giả là mục tiêu mà các thành viên của AQ họ lựa chọn. Một đội hình mà rõ ràng chúng ta thấy được sức trẻ của AQ là như thế nào. Xem Nguyên Minh thì ở trong mùa giải đây từ từ đó chúng ta thấy được Helios ném trúng một cái phi tiêu 5 cánh rồi. Có dám lao vào không? Câu trả lời là không. Bên phía của đội tuyển Xem Nguyên Minh họ lấy được con rồng đất ở trong tình huống vừa rồi. Đó là một mục tiêu đổi một mục tiêu mà thôi, cấu rất đau đến từ vị trí của Maki với những pha mũi tên xuyên phá của mình. Và đây là pha thi đấu họ thả ngay con sứ giả ra đây. Đi vào dây chỉ cần một lần làm choáng vào cái trụ này mà thôi, anh ta sẽ có được, đây sẽ là trụ thứ hai dành cho thành viên của AQ một cách cực kỳ dễ dàng. Con rồng đất đã có nhưng cái giá đổi lại là quá nhiều. Helios đang có mặt đây, hình như là không có bom khói cho tình huống vừa rồi, sử dụng cho mình một pha đó là biến chuyển pha, cấu được rất nhiều sát thương đến từ vị trí của Helios. Và nhìn chung thì trong khoảng 6 phút đầu tiên đã có rất nhiều điều được làm với từ AQ. Họ triển khai liên tục những tình huống ganh của mình và trong tất cả những tình huống ganh đó thì dấu ấn của cha là rất rõ nét. Anh ta tham gia trong tất cả các pha thi đấu vừa rồi, đó là những cái tình huống di chuyển mà ở cả ba khu vực đường nha. Có thể thấy được cái độ bao mát đến từ người chơi này đang là cực kỳ rộng và cái sức ảnh hưởng của anh ta lên một ván thi đấu là rất nhiều. Nó khác biệt hoàn toàn so với cách Rush thi đấu trong suốt khoảng thời gian vừa nãy đến tận bây giờ. Rush anh ta chưa làm được quá nhiều điều, anh ta chỉ có đi farm cũng như là đi kiểm soát mắt mà thôi. Còn cái những tình huống ganh tôi vẫn chưa được nhìn thấy đến từ người chơi đi rừng. Ví dụ bên phía của Sengoku Gaming họ đang chơi một cách hơi thiếu chủ động, và có lẽ rằng cái mục tiêu chính trong ván thi đấu này của họ cũng sẽ chỉ là cầm hòa đối phương để cho những cái sát thương chủ lực của họ được lớn về giai đoạn cuối. Họ có một cặp đôi đánh lết cực kỳ khỏe, đó là Sena cộng với Nasus. Nhưng thời điểm hiện tại bị ép là hơi sâu, bị ép hơi sâu và nó sẽ có hai trường hợp xảy ra: một là lết cực khỏe, hai là đây là một đội hình nếu mà không lết được thì là không hồi của sát thương là luôn. Họ có rất nhiều đấu sĩ và Wan là một con tướng mà cần rất là nhiều đồ.
cho đến thời điểm hiện tại thì anh chàng này đang có KDA là 0-2 rồi. Mà anh ta còn chưa hoàn thành được đồ gì cơ. Anh ta lên giày. Anh ta có song sinh ma quái rồi. Ý đấy, ý là anh ta lên giày trước. Anh ta lên song sinh ma quái trước thì lấy đâu ra đam mà Wan ơi là Wan. Anh ta chỉ đóng góp hiệu ứng thôi mà. Thế nên là có lẽ là trong tất cả những nhịp đánh đầu tiên, xe của bên mình họ sẽ không dám chơi đâu. Và họ sẽ để cho đối phương dẫn dắt trận thi đấu này. Và nếu như mà để cho một cái đội AQ dẫn dắt trận đấu thì tôi nghĩ rằng là cửa thua nó đang chờ sẵn các thành viên của Sengoku Gaming rồi. Kai đang bị làm khó, có hắc ám soi rọi được sử dụng. Nhưng đó là một tình huống tam bộ kiếm mất tung lên và một cú chém gió. Điểm ở cục được nhường cho Helios. Hôm nay thì có vẻ như cha anh ta đang đi chăm bẵm cho những người đồng đội của mình khá nhiều. Và thi đấu mà đấy là một con tanh nha. Nhưng mà đây là Sen lên cho mình bố diều sát thần đầu tiên và chúng ta nhìn chúng ta chém của cha đi. Chắc là không giòn à, rất giòn. Không anh giòn. Chàng này chém cực kỳ giòn với cái kiếm. Cực kỳ trà bá lửa của mình. Và trong cái đó đây đi một giấy bật luôn cho mình thần cá sấu. Còn cho mình đó là chiêu cuối hay không? Còn chiêu cuối bật cả nhất thống lên. Đơn giản là lùi về thôi, nhưng đây là pha thi đấu mà đang ở trong phần trụ hơi sâu. Đến từ vị trí của đi vào dây và đi vào dây sẽ phải bỏ mạng cho những đồng đội của mình. Tập biến lên đến từ vị trí của Aoki thì lấy đâu ra sát thương. Đó là pha thi đấu mà họ chỉ cần hài lòng với việc lấy được đó là con cá sấu trong tay của đi vào dây là được rồi. Còn tốc biến Aoki là một con tướng mới chỉ có cho mình đó là giáp băng vĩnh cửu mà thôi, đấy là Nasus. Chưa có sát thương thì cũng không đóng góp được gì quá nhiều. Thì vừa rồi. Tình huống gọi là tốc biến để giải tỏa áp lực, tôi nghĩ là như vậy sau một pha mà họ đã hạ gục được người chơi sừng sỏ nhất từ bên phía của AQ đó là đi một giây. Một tình huống mà đi một giây cũng đã cố gắng để anh ta lách nhẹ một cái thoát được cái khóa bóng tối rồi. Thế nhưng mà đội hình của đối phương ập vào là rất nhanh. Cha đang đi một cái bụi không có tầm nhìn. Anh ta bị làm choáng bởi lưỡi giới đầu quy nhưng vẫn kịp thời thoát ra được với cái tam bộ kiếm của mình. Rồi đây là vậy chúng ta nhìn thấy đổ Wan này chắc phải tầm phải 10 phút nữa mất, 10 phút nữa. Tôi nghĩ phải 10 phút nữa thì bắt đầu mới có sát thương. Còn hiện tại anh chàng này vẫn toàn là những cái đồ lẻ tẻ đến từ cái thần kiếm Unamana hoặc là cái búa diều sát thần. Đây là pha thi đấu tiếp tục chúng ta thấy được rằng cái dao đã được, cái kiếm đã được bật lên chém rất một lần nữa là rất giòn. Lần này có thêm cả sự hỗ trợ đó là vị trí của Ezosen và Maki nữa thì lấy cái gì để chạy đến từ vị trí của Kai đây. Và đó tiếp tục là mạng hạ gục đến từ cái thành viên của bên phía đội tuyển AQ chém thất lực vào người chơi tanh chống chịu dày nhất của Sengoku Gaming. Nhưng Kai làm được một điều là anh ta câu đủ thời gian để cho những người chơi đường giữa của mình. Tôi tưởng rằng họ sẽ băng trụ thì ngay chứ không. Họ không dám làm điều đó, họ cũng không cố gắng ở lại để cố lấy đi cái trụ một khu vực đứng giữa. Như vậy thì cái sự hy sinh của Kai nó cũng chưa mang lại quá nhiều ý nghĩa dành cho Sengoku Gaming ngược trở lại khu vực đứng dưới. AQ bổ sung thêm vào cái bộ sưu tập trụ của mình là cái trụ thứ nhất ở khu vực đứng dưới của đối phương. Và thế kiểm soát được mở toang ra dành cho AQ ở những mục tiêu lớn khi mà giá trụ ngoài đã hoàn toàn bị bóc đi rồi. Phút thứ 10 và họ đang dẫn đối phương đâu đó khoảng 4.000 tiền. Bây giờ họ rất khó để có thể ra ngay là tức Ezosen một mình anh chàng này thôi. Ra ngăn cản được Aoki trong tình huống vừa rồi. Pha thi đấu rớt này có dám băng vào để lấy không? Máu đang được giữ đến từ thành viên AQ tốc biến đi đó là cả. Rồi. Đây là pha lao vào một pha chiêu cuối nhưng pha chiêu cuối của Ezosen là quá đẹp. Các thành viên của bên phía đội tuyển Sengoku Gaming đang yếu máu nhưng đây là dí thẳng vào vị trí của Ezosen và Rush có thêm mạng gục trong tình huống này nhưng Helios đã có mặt đấy. Double kill đến từ vị trí của Helios. Chỉ có một mình Kai ở đây thôi và đó là trắng cây đến từ tất cả các thành viên của bên phía đội tuyển Sengoku Gaming. Mất hết rồi. Một mạng hạ gục của Ezosen hỗ trợ từ bên phía của AQ đổi lấy 5 mạng và quét sạch. Thì nó là quá lời dành cho AQ và họ đang có thể lấy được trụ hai khu vực đứng giữa của đối phương. Và có lẽ họ sẽ quay trở lại. Không, họ vẫn còn sứ giả. Và đó đừng, sẽ là đừng một đường siêu cấp ở phút thứ 11. Chắc lấy một rất đường sớm. Thôi. Một đường. En là sớm. Rất mất thời gian. En mới 10 phút đánh không giữ khách một tí nào cả. Và đây sẽ là cái đường Mega đầu tiên ở phút thứ 11 của trận đấu này dành cho các thành viên của bên phía đội tuyển AQ. Một sự chênh lệch rõ ràng về macro cũng như là trình đánh tay. Mặc dù là một đội tuyển sở hữu một dàn tuyển thủ rất là trẻ như AQ. Còn ngược lại thì Sengoku Gaming họ cực kỳ già. Nhưng mà đây là già nhưng mà hơi non. Đây là độ tuổi Sengoku Gaming thì mùa này là còn trẻ đấy. Bởi vì mùa trước là họ có một anh chàng lên đến số tuổi là 28 thì phải. Anh chàng hỗ trợ 28 tuổi. Và bây giờ là trẻ bớt đi rồi. Nhưng mà không sao, chúng ta vẫn thấy được cái sức trẻ của AQ là áp lực đến như thế nào. Bên phía đội tuyển Sengoku Gaming họ vẫn lấy được hai dòng nhưng đây là phạt chói quá tốt đến từ Ezosen. Lao vào bổ được đó là vị trí của Ezosen rồi, có lấy được mạng của cả Maki hay không? Nào, và câu trả lời là lấy được mạng của Maki rồi. Nhưng Wan bây giờ thì sẽ là một cái mục tiêu cực kỳ thơm ngon của bên phía đội tuyển AQ. Với thôi, cái lực lính có lính siêu cấp ở khu vực đứng giữa thì có thể là một trường hợp không, nhưng mà bây giờ họ mất đi Maki rồi, khả năng dọn dẹp lính nó cũng là hơi khó, chưa thể end được. Nhưng mà ít nhất thì cũng là tất cả nguồn tài nguyên sẽ bị quét sạch trong phần rừng của Sengoku Gaming và cả cái trụ hai khu vực đường dưới nữa. Tôi nghĩ là với đợt đẩy như thế này sẽ là đủ thời gian để cho bên phía của AQ lấy được thêm một trụ nữa của đối phương. Nhìn chung thì những cái pha thi đấu đánh trả vừa rồi cũng là một chút gì đó giúp cho bên phía của Sengoku Gaming họ gọi là giải tỏa về mặt tâm lý thôi. Nhưng mà những lúc mà họ quyết định như vậy thì hầu như họ đều bị quét sạch hoặc là quét dơ.
Chỉ có duy nhất, có lẽ là chúng ta chỉ thấy được rằng điểm sáng duy nhất của Sengu Gaming đó là Rust thôi. Anh chàng này vẫn đánh con Olaf này gọi là khá tròn vai rồi. Và anh ta biết được điểm, anh ta dí được đó là tận hai người, đó là Maki và Isosen, và anh ta lấy được cả hai cái mạng hạ gục đó. Dẫu sao vẫn là một điểm sáng hiếm hoi, lấy được rất là nhiều anh mục tiêu về rồng. Đấy, anh ta lấy được hai rồng, anh ta có cho pha thi đấu. Đây là pha thi đấu mà Aoki chủ động với cả nhất thống. Maki đang thi đấu hơi lỗi ở pha tình huống này, và đó là mạng của Maki nằm trong tay các thành viên của bên phía đội tuyển Sengu Gaming. Và đâu đó khoảng 10 giây nữa thôi thì con Baron đầu tiên của ván thi đấu sẽ xuất hiện, nhưng với thế lính này cũng không thể ăn được, không thể ăn được đến từ Sengu Gaming. Họ vẫn có đủ thời gian để cho Maki có thể hồi sinh và tiếp tục là set up lại những cái thế trận kiểm soát của mình. Một ván thi đấu mà cũng khá là khó khăn dành cho Sengu Gaming rồi. Bây giờ thì họ vào rừng cũng chả có tài nguyên nào để farm cả, thậm chí còn bị đối phương bắt như thế này đây, mất luôn cái chiêu cuối rồi. Cha đang bọc hậu ở phía sau, nhưng cha lao vào đối phương có 4 người, cha bấm vào gồ cát khi anh ta bị kiệt sức, và đây là lưỡi hứa đồng quy không làm choáng được cha. Một tình huống sử dụng vòng vây độ kiếp cũng là khá hay của Exocen, và cha hạ gục thành công được qua ở phía bên kia. Từ phía sau đem rơi đến với cái chiêu cuối đang bật trên người, và đó là một tình huống nghiền nát toàn bộ các thành viên từ phía của Sengu Gaming. Chỉ có một người may mắn sống sót không tham gia vào tranh rồi, đó là vị trí của Kai mà thôi. Sẽ là end game ở trong tình huống này luôn. Và rõ ràng là cái tấm vé thứ hai nó đến cực kỳ dễ dàng, tấm vé thứ 6 chứ đến cực kỳ dễ dàng dành cho các thành viên của bên phía đội tuyển AQ. Còn có lẽ sau game thi đấu này thì Sengu Gaming họ sẽ xách vali và về nước thôi. Rớt sẽ quay trở về làm YouTuber của mình và tiếp tục chắc là reaction về những trận thua của mình ở trong giải đấu Icon Global ở trên trang YouTube của anh chàng này, một trang YouTube mà Rust là một phân tích viên khá là chất lượng á. Anh ta làm content về các cái sức mạnh của các con tướng ở trong các bản cập nhật khá là tốt, và tôi cũng là một người chơi đã đăng ký follow và theo dõi anh chàng này rất là nhiều, đó là Rust. Và bây giờ anh ta sẽ tiếp tục về làm YouTube, và trong khi đó thì AQ là đội tuyển giành tấm vé tiếp theo, tấm vé thứ 6. Hai đại diện của WCS đã điền tên vào top 8 cùng với bốn tứ đại thiên vương của WIL. Đúng vậy, bốn con boss đúng không? Boss cuối. Có vẻ như cái những cái boss này máu nó cũng hơi trâu, đánh mãi không chết được. Khá là khó cho tất cả các đại diện ở khu vực khác. Tuy nhiên, quay trở lại với cái trận thi đấu này thì xin chúc mừng một lần nữa một đại diện của khu vực WCS sẽ tiến vào vòng bán kết, vòng tứ kết của chúng ta. Và đó là một màn thể hiện không tì vết đến từ các thành viên của AQ. Đúng là như vậy, một màn thể hiện mà tôi thấy được rằng AQ họ thi đấu rất tưng bừng, rất bay. Rất là bay, và tôi rất thích cách đánh của AQ nha. Đây là gương mặt các thành viên của bên phía đội tuyển AQ, cực kỳ thân thiện. Họ không đấm tay, họ ôm, chưa hôn thôi nhưng ôm ôm vào các thành viên của bên phía đội tuyển Nhật Bản.